Mẫu ghế massage nội địa Nhật hiện tại không còn hàng mới tinh nguyên thùng nhưng vẫn thuộc top danh sách những mẫu ghế massage cao cấp năm 2024. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban. Trong video ngày hôm nay, Ngọc Gia Ban muốn giới thiệu cho các bạn một mẫu ghế massage nội địa Nhật thuộc phân khúc cao cấp đến từ thương hiệu Panasonic và phiên bản này có mã là epma MA102. Chia sẻ với các bạn cách đây 2 năm, những năm 2021 2022 thì phiên bản MA1-2 là mẫu ghế massage cao cấp nhất hàng mới tinh nguyên thùng của dòng nội địa Nhật nói chung cũng như là của thương hiệu Panasonic nói riêng. Và để sở hữu được phiên bản này tại thời điểm đó, chúng ta cần phải bỏ ra với một mức giá dao động từ 120 cho tới là 140 triệu đồng. Nhưng ở thời điểm hiện tại khi mà hai phiên bản cao cấp hơn ra mắt như là MA1-3 và MA120 phiên bản thay đổi uh, hoàn toàn về ngoại hình cũng như là cơ chế thì chúng ta có thể sở hữu được chiếc ghế MA102 ờ uh, với những mẫu ghế massage không còn mới tinh nguyên thùng mà ở đây thì chúng ta chỉ có thể lựa chọn được những cái phiên bản đã qua sử dụng cũng như là hàng trưng bày. Và với mức giá tốt hơn trong video ngày hôm nay, Ngọc Giao Ban muốn chia sẻ với các bạn thì để lựa chọn và sở hữu được chiếc MA102, chúng ta chỉ cần phải bỏ ra với cái mức giá uh, thuộc phân khúc là trên 70 triệu đồng. Ờ, cũng như là khi mà các bạn bỏ ra với một số tiền như vậy Thì chúng ta sẽ sở hữu được những cái tính năng và ngoại hình gì Ở chiếc MA102 này Đầu tiên thì Ngọc Gia Ban muốn chia sẻ với các bạn về độ mới Thì ở chiếc ghế MA102 ngày hôm nay Về độ mới của nó còn rất là cao Từ những cái đường chỉ nhỏ như thế này Nếu như mà một chiếc ghế nó sử dụng nhiều Và được vệ sinh nhiều Thì những cái đường chỉ này nó sẽ không còn màu trắng Mà cơ bản nó sẽ xuống màu Và nó sẽ dần nó trở thành những cái màu ố Ờ, cũng giống như là cái chiếc áo mà chúng ta lâu ngày chúng ta mặc cái chiếc áo trắng ấy giặt nhiều thì nó sẽ bị ố vàng và cũng như là tiếp theo thì chia sẻ với các bạn về hệ thống phần da phần da của chiếc ghế ma một nẻ hai ngày hôm nay nó còn rất là đẹp từ về hệ thống da bên ngoài cũng như là chiếc ghế này kể cả về phần nỉ cũng vậy đặc biệt hơn thì chiếc ghế còn nguyên được các cái catalog hay còn gọi là cái quyển sách hướng dẫn mà ngọc gia ban cũng uh, vừa mới về cái chiếc ghế này để uh, chia sẻ và giới thiệu cho các bạn Uh, cũng cùng với đó thì ở bên trong này nó còn nguyên một cái tấm đệm nưng đấy. Cái tấm đệm nưng này, này hầu như là họ sử dụng rất là ít nhá Nên là nó sẽ vẫn còn form Nếu như mà chiếc nào mà sử dụng nhiều là nó sẽ bị rão uh, uh, và cũng như là nó sẽ bị nhũn Nó không còn form như thế này nữa Và chia sẻ với các bạn thì đây là cái hệ thống nỉ ở bên trong Cũng như là về cái chất da của nó đấy Nó còn rất là đẹp và cũng rất là mới và đây là hệ thống phần gối của nó này đấy những cái nớp gối nó còn da của nó nó còn rất là mềm phiên bản EPMA102 thì nó sẽ sở hữu cái cơ chế massage ở phần bả vai bên ngoài bằng hệ túi khí rất là to với chiều dài và chiều rộng cơ bản tương đối là bằng nhau và bằng một găng tay khoảng tầm hơn 20 phân thì với một cái bản túi khí nó to như thế này thì nó sẽ đủ lực ép vào cho người sử dụng với một cái lực nó rất là mềm mại và một cái cơ chế thay đổi hơn của phiên bản MA102 so với là phiên bản trước đó như là MA 100, 101 cũng như là sự kế thừa của phiên bản MA 103 thì về túi khí ở phần hông của nó nó thay đổi nó rất là nhiều. Đây như các bạn có thể thấy nhá. Thì với phiên bản MA 102 cái túi hông của nó ấy, nó rất là cao. Nó rơi vào tầm khoảng độ trên một gang tay. Thì chính vì cái điều như vậy khi mà nó thổi này nó sẽ không chỉ ép được những cái bề ngang như là những phiên bản trước mà ở đây thì nó sẽ ép từ trên xuống dưới, từ uh, từ ngoài vào trong. Để cho cái phần đùi của người sử dụng khi mà kê vào đây này Đấy Nó sẽ chặt hơn rất là nhiều Và cũng như là một cái điều ở đây Ngọc Gia Ban muốn chia sẻ thêm với các bạn Thì ở cái thiết kế từ mẫu MA100 trở nên Cái túi khí ở phần tay của nó này Nó cũng thiết kế không phải theo dạng gập nữa Thì đây Đây Ngọc Gia Ban sẽ có một cái mẫu ghế nó thực tế hơn Ví dụ như là phiên bản này Thì trước đây là Panasonic nó sẽ thiết kế phần tay gập như thế này cũng như là cái phần túi khí nó sẽ rất là nhỏ. Đấy, nó sẽ nó sẽ rất là nhỏ và nó sẽ chỉ thực hiện được cái nực đẩy từ bên ngoài vào bên trong thôi và nó không có cái sự ở uh, ôm sát hơn so với những cái phiên bản như là MA102 này. Đặc biệt là về cái cơ chế phần đùi này, nó sẽ đẩy mạnh hơn. Đấy, nó sẽ đẩy mạnh, đẩy sâu và ôm sát hơn. Còn lại thì về tất cả các thiết kế khác thì cơ bản nó giống so với là MA100 và MA101. Uh, mà A102 thì nó vẫn uh, sở hữu được cái cơ chế là màn hình điều khiển bằng hệ thống cảm ứng cùng với đó là hệ thống 6 nút phím cơ như là nút bật tắt uh, kết hợp với khóa trẻ em khi mà giữ 5 giây và nút dừng đột ngột cũng như là hệ cơ chế nâng ngả lưng và nâng ngả chân. Và cái điều đặc biệt ở phiên bản MA102 thì cái màu uh, bảng điều khiển màu viền của nó nó không phải sử dụng như là MA101 là bằng uh, màu bạch kim uh, mà nó giống MA100 tức là nó sử dụng màu viền màu đen phần chân của MA102 hay là kể cả phiên bản MA103 120 cũng vậy thì nó vẫn kế thừa được cái phần chân uốn cong của uh, phiên bản MA98 ngay từ đời MA97 thì nó sở hữu cái tính năng con năn ở lòng bàn chân và sau đó MA98 thì nó thay đổi thiết kế chân là ôm form hơn rất là nhiều cũng như là ở đây thì họ sẽ đưa ra những cái túi khí từ những bản to ở bên ngoài và cũng như là những cái túi khí bản nhỏ ở bên trong uh, kết hợp với các túi khí là bi bấm huyệt và gan bàn chân thì nó sẽ có massage bằng cái con ăn cũng như là các hệ thống bi ở kẽ ngón chân nhưng mà Ngọc Giao Ban thấy một điều ở phiên bản MA102 này đó chính là cái cơ chế túi khí của cái phần mu bàn chân ấy nó sẽ dày và to hơn so với những phiên bản về trước và đặc biệt là họ tinh tế hơn ở cái điểm là họ làm thêm những cái nốt như thế này cùng với đó là kết hợp với lớp dính họ sẽ không trực tiếp ngồi lên da tức là bàn chân của người sử dụng sẽ không trực tiếp đặt lên da mà nó sẽ thông qua một cái nốt lỉ như thế này để trong cái việc mà chúng ta vệ sinh cái chiếc ghế nó sẽ dễ dàng hơn và cũng như là đảm bảo thêm cho cái phần da bên trong nó có cái tuổi thọ nó cao hơn và không chỉ là chia sẻ thêm với các bạn về phần ngoại hình khi mà chúng ta nhìn từ phía trước thì cái chiếc ghế nó sẽ tạo ra một cái nét nó rất là hầm hố và cũng như là những cái đường nét là mang cái vẻ hiện đại đặc biệt hơn là ngọc gia ban thấy ở cái chiếc ghế này thì nó có cái phần nỉ này phần nỉ, phần da và cũng như là các cái đường chỉ này. Đấy, nó còn rất là sáng. Đây ví dụ như là những cái tờ lưu ý này, nó còn nguyên vẹn này. Rồi là tay giá đỡ điều khiển này. À, đặc biệt hơn là cái phần tay của MA102 này, nó ôm, nó rất là ôm form và nó tạo một cái đường cong này. Đấy. Khi mà chiếc ghế ngả ra thì trông nó sẽ còn đẹp mắt hơn rất là nhiều. Và cũng như là nó đẹp từ về những cái phần ốp nhựa ở bên ngoài cho tới là những cái phần da ở bên riêng. Đây, đây là những cái nốp khóa của chiếc ghế này đấy à, và đấy là cái phần bên ngoài ngọc gia ban muốn chia sẻ với các bạn thì tiếp theo sẽ là phần ở bên trong đấy thì ở bên trong này của chiếc ghế đầu tiên là bao giờ cũng chia sẻ với các bạn về độ mới bằng những cái uh, chất liệu là cái lớp mỡ chịu nhiệt này đấy lớp mỡ chịu nhiệt ở đây thì nó còn trắng tinh cơ bản là nó chưa có cái uh, việc sử dụng nhiều nếu như mà nó sử dụng nhiều thì những cái lớp mỡ này hầu như là nó không còn Uh, nguyên bản và cũng như là nó sẽ bị uh, thay đổi màu tức là nó sẽ biến thành màu vàng bởi vì là do là nó có cái, cái uh, việc sử dụng là cái con ăn nó nên xuống nó nhiều hơn về hệ thống bộ động cơ ngoài cái bộ thanh trục về chất liệu của nó còn rất là mới thì dòng Panasonic nó sẽ uh, sở hữu là bằng cơ chế bốn con ăn bằng silicon để massage cho người sử dụng uh, kết hợp với bốn con ăn massage thì nó sẽ là hệ thống hai con ăn đá nóng để có thể làm ấm cho cơ thể người sử dụng tức là khi mà bốn cái con nan massage này nó di chuyển tới đâu thì hệ thống cái con nan đã nóng nó sẽ làm ấm tới đó đây là một trong những cái tính năng độc quyền của thương hiệu Panasonic nó đã kế thừa từ đời MA 70 à, tiếp theo thì chia sẻ với các bạn thêm không chỉ có về độ mới từ về những cái à, thanh trục à, để di chuyển bộ động cơ đi lên đi xuống mà ở đây những cái con nan cũng vậy cái chất liệu của nó này nó còn rất là mới hầu như chiếc này họ sử dụng rất là ít và cho tới là những cái hệ túi khí ở bên trong nếu như mà những chiếc túi khí nào mà họ sử dụng nhiều và bảo quản không tốt thì những chiếc túi khí này nó sẽ bị đổi ố sang màu vàng. Nhưng mà cơ bản những cái túi khí này nó còn rất là sáng. Và kết hợp với đó là những cái bộ thanh trục ngọc Giao ban cũng muốn chia sẻ cho các bạn sâu hơn. À, khi mà chúng ta phải bỏ ra một cái mức giá là trên 70 triệu đồng à, thì chúng ta sẽ sở hữu được những một cái chiếc ghế massage tuy là nó đã qua cái việc sử dụng rồi, nhưng mà cơ bản nó vẫn còn mới. Đây, từ những cái hệ thống con ốc này cho tới là những thanh trục và cũng như là về cơ chế của dòng Panasonic từ bốn con nan massage và hai con nan đa nóng thì nó kết hợp bằng hệ cơ chế tay đòn tức là dựa trên những cái thanh trục như thế này đấy từ những cái thanh dây này cho tới là những cái thanh đỡ này và cùng với đó là để di chuyển được và thực hiện được những cái động tác cơ chế massage như là si asua và tataki thì kỹ sư người Nhật họ sẽ sử dụng là các cái thanh hành trình và cũng như là các cái bộ cảm biến để có thể vận hành được một cái con ăn hoạt động trơn tru và chính xác nhất à, cùng với đó là kết hợp với motor và dây uh, cura đây như các bạn có thể thấy là về các cái uh, bánh răng này nhá đấy nó còn rất là trắng này rồi những cái chất dây cura này cũng vậy thì uh, khi mà kết hợp giữa các thanh trục thì bốn con ăn nó sẽ dựa trên cái hệ cơ chế là tay đòn để có thể massage và bấm huyệt Uh, ví dụ như là uh, các cái thanh trục khi mà nó đưa ra đằng sau thì nó sẽ bấm cái con ăn ở phía dưới nó đẩy lên và khi mà nó nhấn về đằng trước thì nó sẽ thu hai cái con ăn ở phía đằng uh, sau về và nó nhấn hai cái con ăn ở phía trên để tạo cho người sử dụng những cái nực massage phù hợp uh, đi sâu vào các cái vị trí huyệt đạo và đặc biệt hơn là ở cái dòng này nó uh, có cái tính năng trí tuệ nhân tạo thì các cái động tác massage nó đưa ra nó vừa mềm mại nó vừa chuyên sâu và đặc biệt nó giống như là con người uh, massage cho con người và như các bạn có thể thấy đây thì về từ về những cái uh, mảng thanh kim loại này rồi cũng như là về bộ động cơ này cho tới là con năn này rồi hệ thống kể cả phần nỉ cũng vậy đấy nó còn rất là mới đây ví dụ như là ở đây ố vàng thì nó là do là cái cái nhiệt của cái con năn nó nóng nó tập trung nó hoạt động nhiều phần cổ và cũng như là nó hơi hanh vàng ra những cái bộ ở phía sau nhưng mà cơ bản như chiếc ghế này thì phần nỉ nó cũng còn rất là đẹp Sau khi mà chia sẻ thêm với các bạn về bộ cơ Thì Ngọc Gia Ban đánh giá tổng thể chiếc ghế Panasonic MA102 ngày hôm nay Về độ mới nó sẽ dao động còn tầm khoảng 96-98% Một chiếc ghế hàng đấu giá rất là đẹp Và cũng như là để sở hữu được chiếc ghế này Các bạn chỉ cần phải bỏ ra với tầm phân khúc giá là trên 70 triệu đồng Ờ, chúng ta đã có thể lựa chọn được một cái chiếc ghế uh, với mức giá tốt hơn rất là nhiều cách đây 2 năm Mà cái chiếc ghế nó hầu như là nó không bị uh, cũ đi nhiều hay là nó không giảm bớt một cái tính năng gì cả uh, Nếu như mà các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ với Ngọc Gia Ban qua số điện thoại uh, 097 494 5555 55, 55.